Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Bộ trưởng Mỹ quan ngại thâm hụt thương mại 40 tỷ đô la với Việt Nam. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross mới bày tỏ quan ngại ngay tại Hà Nội về mức thâm hụt thương mại hàng chục tỷ đô la với Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một thành viên nội các Mỹ lên tiếng ngay tại Việt Nam về mức thâm hụt giá trị hàng chục tỷ đô la sau khi Tổng thống Donald Trump hồi tháng 6 năm 2019 cáo buộc Việt Nam là quốc gia lợi dụng tồi tệ nhất trong quan hệ thương mại với Hoa Kỳ. Trong vòng 25 năm qua, thương mại giữa hai quốc gia đã tăng trưởng theo cấp số nhân. Hàng hóa Mỹ xuất khẩu sang Việt Nam đã tăng hơn 4 lần trong vòng một thập kỷ qua, đạt 10 tỷ đô la năm 2018, và Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất cho hàng Việt Nam, ông Ross phát biểu hôm 8 tháng 11 trong bữa tiệc trưa do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và tập đoàn BRG đồng tổ chức nhân chuyến thăm Việt Nam của ông ta. Tuy nhiên, chúng tôi quan ngại về thâm hụt thương mại 40 tỷ đô la. Chúng tôi muốn làm việc với chính phủ Việt Nam để giảm mức thâm hụt thương mại này. Phát ngôn viên Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng từng phản hồi với phóng viên về chỉ trích của ông Trung, nói rằng chính quyền Hà Nội đang thúc đẩy nhập khẩu các mặt hàng Hoa Kỳ có thế mạnh, và Việt Nam có nhu cầu cũng như cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ muốn hoạt động tại Việt Nam. Theo cơ quan thống kê của Hoa Kỳ, thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam vượt khoảng 20 tỷ đô la kể từ năm 2014 và tính tới tháng 9 năm nay đã tăng lên mức 41.000 tỷ đô la. Theo cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ ở Hà Nội, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Daniel Christenbrink hôm 7 tháng 11 đã chào đón phái đoàn thương mại do ông Ross dẫn đầu với sự tham gia của giám đốc điều hành từ 17 công ty hàng đầu của Hoa Kỳ tới Hà Nội, Việt Nam. Đại sứ quán Mỹ cho biết thêm rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump vẫn cam kết về một khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và mở rộng, trong đó tất cả các quốc gia đều có chủ quyền vững mạnh và thịnh vượng. Và chuyến công du một số nước Đông Nam Á của ông Ross cũng phản ánh cam kết mạnh mẽ của Bộ trưởng trong việc thúc đẩy sự hỗ trợ khu vực tư nhân Hoa Kỳ nhằm phát triển cơ sở hạ tầng bền vững và dựa trên cơ chế thị trường. Trong bài phát biểu tại Hà Nội, Bộ trưởng Thương mại Ross thông báo rằng vào tháng 4 năm 2020, một phái đoàn thương mại được coi là lớn nhất của Mỹ sẽ lần đầu tiên có chặng dừng chân ở Việt Nam. Ngoài ra, ông Ross lên tiếng quảng bá và kêu gọi các công ty Việt Nam cân nhắc đầu tư ở Hoa Kỳ. Có rất nhiều các lợi ích vô hình khác từ việc đầu tư ở Mỹ như chất lượng đời sống cao, sự đa dạng văn hóa, 15.372 sân golf, và quý vị sẽ không đơn độc, có 2,1 triệu người Mỹ gốc Việt, ông Ross nói. Hoa Kỳ cam kết vì sự thành công của Việt Nam, chúng tôi sẽ làm việc với quý vị để gây dựng mối quan hệ sâu sắc và lâu dài với các công ty cũng như người tiêu dùng Mỹ, Bộ trưởng Ross nói. Đổi lại, chúng tôi hy vọng rằng Việt Nam tiếp nhận hàng hóa và dịch vụ của Mỹ và rằng cộng đồng doanh nghiệp làm việc để tạo ra các điều kiện để mọi công ty có thể thành công. Trong chuyến thăm Việt Nam cuối năm 2017, Tổng thống Trump đã trực tiếp mời chào lãnh đạo Việt Nam mua thiết bị quân sự của Mỹ, nhất là máy bay và tên lửa của Mỹ. Chúng tôi mong muốn nước ngoài mua thiết bị từ Hoa Kỳ. Chúng tôi sản xuất thiết bị tốt nhất. Chúng tôi sản xuất máy bay và thiết bị quân sự tốt nhất. Các tên lửa thì thuộc loại không ai có thể cạnh tranh nổi, ông Trung nói với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.
Như tôi đã nói, một quả tên lửa gần đây đã được bắn từ Yemen vào Ả Rập Xê Út, và một trong những hệ thống tên lửa của chúng tôi đã bắn hạ nó. Như không có chuyện gì xảy ra, chúng tôi sản xuất các tên lửa tốt nhất trên thế giới, các máy bay quân sự tốt nhất trên thế giới, các máy bay thương mại cũng tốt nhất trên thế giới. Tổng thống Mỹ nói tiếp rằng vì thế chúng tôi muốn Việt Nam mua hàng của chúng tôi và chúng tôi phải xóa bỏ việc mất cân bằng thương mại mà ông Trung khi đó nói là lên đến 32 tỷ đô la. Phương thức hợp tác mới giữa Mỹ và Việt Nam có thể là gì? Chuyến công du Việt Nam sắp đến của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper đang gợn lên những dấu hỏi về nội dung làm việc của Mỹ và Việt Nam liên quan đến quốc phòng. Chuyến đi này diễn ra trong bối cảnh đồng chí tốt và cũng là đối tác chiến lược toàn diện quan trọng nhất của Việt Nam là Trung Cộng vẫn phong tỏa Biển Đông và đe dọa có thể tấn công vào bãi tư chính và quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Sẽ tìm phương thức mới trong hợp tác quốc phòng với Việt Nam, Mark Esper hé lộ. Phương thức hợp tác mới giữa Mỹ và Việt Nam có thể là gì? Vào năm 2018, kết quả được xem là thành công nhất của người tiền nhiệm của Mark Esper, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis, với phía Việt Nam là một hàng không mẫu hạm của Mỹ USS Carl Vinson cập cảng Đà Nẵng vào tháng 3 năm 2018. Con tàu khổng lồ này mang thông điệp bảo vệ cho dự án cá voi xanh nằm ngoài khơi Quảng Nam, Quảng Ngãi, cách đất liền khoảng 100 km, được liên doanh khai thác giữa tập đoàn dầu khí khổng lồ của Mỹ là Exxon Mobil với tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN. Mỏ này có trữ lượng khí đốt lên 1.150 tỷ mét khối và hứa hẹn mang lại doanh thu lên đến 60 tỷ đô la. Trong đó 2 phần 3 thuộc về Exxon Mobil và 1 phần 3 dành cho nền ngân sách đang lâm vào tình trạng hộc rỗng ngoại tệ của chính thể độc tài toàn trị Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, kết quả hợp tác theo phương thức hàng không mẫu hạm của James Mattis xét cho cùng vẫn chỉ là một hình thức giao lưu hải quân mà chưa có gì đi vào thực chất, bởi nếu hành động đó có tính thực chất thì đã không có chuyện Trung Quốc trả đũa bằng việc điều hàng không mẫu hạm Liêu Linh vào tập trận ở khu vực Biển Đông ngay sau khi USS Carl Vinson rời cảng Đà Nẵng. Và khó có chuyện Trung Quốc tiến hành chiến dịch mang tên Hải Dương 8 mà đã bao vây toàn bộ khu vực bãi tư chính và đe dọa toàn bộ vùng duyên hải Việt Nam và vùng duyên hải Trung Bộ của Việt Nam và khiến cho Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam rối ren và co rúm trong thời gian qua. Đã đến lúc này, phương thức hợp tác Mỹ-Việt cần mới hơn và sâu sắc hơn nữa. Để đạt được hiệu quả răn đe, Trung Cộng tàu Mỹ không chỉ còn giao lưu hải quân với Việt Nam mà cần phải có sự hiện diện của hải quân Mỹ ở một trong những cảng quan trọng nhất Việt Nam. Những cái tên được gợi ý vẫn là cảng Đà Nẵng và quan trọng hơn là cảng Cam Ranh. Tuy nhiên, cho đến lúc này vẫn chưa có tin tức rõ nét nào cho thấy giới chọc bu Cộng sản Việt Nam dù đã sợ mất mật trước người đồng chí bốn tốt và 16 chữ vàng Trung Cộng chịu nhả bất kỳ cảng quân sự nào để hợp tác với Mỹ. Hơn nữa, chính sách 3-0 của Việt Nam vẫn còn đó, cho dù ít được nhắc đến, chính sách này sẽ trở thành trở ngại lớn nhất đối với bất kỳ các hoạt động hợp tác hải quân không quân nào giữa Việt Nam và một quốc gia khác, không nói đến Hoa Kỳ. Nhưng mục tiêu rõ ràng nhất của chuyến công du Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper phải là cá voi xanh. Sau khi nổ ra vụ Trung Quốc điều tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 và nhiều tàu hộ vệ gây hấn ở khu vực bãi tư chính và đe dọa cả vùng biển Quảng Nam, Quảng Ngãi nơi có mỏ cá voi xanh, đến lượt Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng vào tháng 8 năm 2019. Các công ty của Mỹ là những công ty hàng đầu thế giới trong việc khai thác và thăm dò các nguồn hydrocarbon, kể cả ở ngoài khơi và tại Biển Đông. Và Mỹ mạnh mẽ phản đối bất cứ nỗ lực nào của Trung Cộng
nhằm đe dọa hay cưỡng chế các quốc gia đối tác phải rút lại sự hợp tác với các công ty không phải của Trung Quốc và hay quấy nhiễu những hoạt động hợp tác đó của họ. Lời lên tiếng này phát ra trong bối cảnh tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 của Trung Cộng sau khi đến mỏ đá chữ thập để tiếp nhiên liệu đã trở về khu vực bãi tư chính nằm trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Việt Nam để quấy phá thêm một lần nữa. Những hành động bảo vệ công khai trên cũng với những hoạt động hải quân mang tính thống nhất giữa Mỹ và Việt Nam nhưng không công khai đã dẫn tới kết quả Exxon Mobil có tương lai tươi hồng hơn hẳn đối với các đối tác nước ngoài khác liên doanh khai thác với dầu khí Việt Nam PVN. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.